sách Việt Rách, tủ sách bài tập cuối tuần, sách ôn tập các lớp 1, 2, 3, 4 và 5, tuyển tập đề thi giữa cuối học kỳ 1, học kỳ 2. Truy cập ngay shopee.vn/vietjachofficialstore. Xin chào các bạn học sinh thân mến, chào mừng các em đã đến với trang vietjach.com. Trong bài học ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng với cô giáo đi trả lời các câu hỏi trong nội dung bài 8 Từ những cánh đồng xanh thuộc chủ đề 4 Cộng đồng gắn bó nằm trong bộ sách Chân trời sáng tạo. Đầu tiên, chúng mình sẽ cùng nhau đi vào trả lời các câu hỏi trong phần khởi động. Câu hỏi trong phần khởi động của chúng ta như sau: giới thiệu mỗi đồ vật sau bằng 1 đến 2 câu. Ở đây chúng ta có chiếc cốc với cả những chiếc ống hút này, một chiếc làn sách và một cái mũ. Thì các bạn có thể đặt câu như sau: ống hút được làm từ thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe. Ở đây chúng ta nhìn thấy hình ảnh cái ống hút này có thể được làm từ tre hoặc là từ nứa. Chiếc túi sách được làm bằng mây che đan rất độc đáo. Chiếc mũ được làm bằng nguyên liệu thủ công rất tỉ mỉ. Ở đây có thể là chiếc mũ cói hoặc là mũ nan vải. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau đi đến phần đọc văn bản với bài đọc Từ những cánh đồng xanh thuộc chương trình tiếng Việt lớp 5. Ở đây các bạn thấy rằng nội dung chính của văn bản Từ những cánh đồng xanh đó là văn bản đề cập đến vẻ đẹp của cánh đồng cỏ bàng vào mùa thu hoạch, các công đoạn thu hoạch và vẻ đẹp của những người nông dân lao động khi mà thu hoạch trên cánh đồng đó. Sau khi mà hiểu được nội dung rồi, chúng mình sẽ cùng nhau đi vào trả lời các câu hỏi thuộc nội dung bài học này. Câu hỏi thứ nhất, tìm trong đoạn văn đầu hình ảnh nói lên vẻ đẹp của cánh đồng cỏ bàng vào mùa thu hoạch. Ở đây, khi đọc đoạn văn đầu tiên thì các bạn sẽ thấy rằng là hình ảnh nói lên vẻ đẹp của cánh đồng cỏ bàng vào mùa thu hoạch đó là những cánh đồng cỏ bàng xanh ngút ngàn. Câu hỏi thứ hai, trong quá trình thu hoạch, công đoạn nào được gọi là vũ điệu rũ cỏ? Theo em vì sao tác giả lại gọi như vậy? Ở đây khi đọc các bạn sẽ thấy là công đoạn rũ cỏ ở đây, được tác giả gọi là vũ điệu rũ cỏ bởi vì là tác giả gọi như vậy nhằm nói rằng là cỏ đồng loạt được làm, những cái nắm cỏ đồng loạt được rũ rất là mạnh theo tay người, tung xòe ra như là múa, như là những cái vũ điệu. Câu hỏi thứ ba, tìm trong bài đọc những chi tiết nói về vẻ đẹp của những người nông dân trong lao động. Ở đây, những chi tiết nói về vẻ đẹp của những người nông dân trong lao động đó là người dân tất bật với công việc thu hoạch cỏ. Họ dùng liềm cắt từng nắm cỏ rồi xếp thành hàng đều tăm tắp trên mặt ruộng. Hàng chục nắm cỏ đồng loạt được rũ mạnh, theo tay người tung xòe ra như múa. Sáng bừng gương mặt của các phụ công, bàn tay khéo léo cùng sự sáng tạo của con người. Bà con chòm xóm háo hức cùng nhau ra đồng, cùng nhau san sẻ công việc trong sự chân tình và đầy cởi mở. Câu hỏi thứ tư, tìm đoạn văn tương ứng với mỗi nội dung sau. Giới thiệu những cánh đồng cỏ bàng, làm sản phẩm từ cỏ, niềm vui của bà con nông dân, thu hoạch và vận chuyển cỏ. Ở đây các bạn thấy khi mà giới thiệu những cánh đồng cỏ bàng là đoạn văn thứ nhất, làm sản phẩm từ cỏ là đoạn thứ hai, niềm vui của bà con nông dân là đoạn thứ tư và thu hoạch vận chuyển cỏ là đoạn thứ hai. Đó là phần đọc. Tiếp theo chúng mình sẽ cùng nhau đi đến phần luyện từ và câu với bài học mở rộng vốn từ cộng đồng. Câu hỏi thứ nhất, thực hiện yêu cầu A. Dòng nào sau đây nêu đúng nghĩa của từ cộng đồng? Chọn ý trả lời đúng. Những người sống gần gũi có sở thích giống nhau. Những người góp sức để làm chung một công việc. Những người cùng làm có ý muốn giống nhau. Những người sống thành một xã hội, gắn bó thành một khối. Ý B. Tìm 2 đến 3 từ ngữ thể hiện sự quan tâm giữa những người trong cộng đồng, ví dụ như là chia sẻ hay là thể hiện tinh thần đoàn kết của những người trong cộng đồng, chúng ta sẽ có từ gắn bó. Ở đây,
Đầu tiên các bạn cần phải nêu đúng nghĩa của từ cộng đồng. Đó là những người sống thành một xã hội, gắn bó thành một khối. Ý B thể hiện sự quan tâm giữa những người trong cộng đồng, chia sẻ, giúp đỡ và hỏi thăm nhau. Thể hiện tinh thần đoàn kết của những người trong cộng đồng như là chung tay, chung sức, chung lòng, đồng lòng và gắn bó. Câu hỏi thứ hai, đọc thành ngữ tục ngữ sau và thực hiện yêu cầu. Lá lành đùm lá rách, nhường cơm xẻ áo, lá rụng về cội, môi hở răng lạnh, một nắng hai sương. Ý A, tìm thành ngữ tục ngữ nói về sự quan tâm, gắn bó giữa mọi người trong cộng đồng. Ý B, đặt câu với một thành ngữ tục ngữ tìm được ở bài tập A. Các bạn thấy rằng là ở ý A thì các thành ngữ nói về sự quan tâm gắn bó giữa mọi người trong cộng đồng đó là lá lành đùm lá rách, nhường cơm xẻ áo. Ý B chúng ta sẽ đặt câu như sau: dân tộc ta có truyền thống lá lành đùm lá rách, thể hiện cái sự biết nương tựa sẻ chia với những cái hoàn cảnh khó khăn của những người của dân tộc Việt Nam ta. Câu hỏi thứ ba, viết đoạn văn từ 4 đến 5 câu nói về một việc em hoặc bạn bè đã làm để em hoặc bạn bè làm để giúp đỡ người khác. Các bạn có thể tham khảo bài làm của cô giáo như sau. Hôm thứ ba vừa rồi, sau giờ tan học, trời bỗng đổ cơn mưa. Em thấy bạn Hải Tú không có áo mưa nên em liền rủ bạn đi chung áo mưa với mình. Dọc đường đi, chúng em nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Bạn đã cảm ơn em nhiều. Khi về đến nhà, em rất vui vì mình đã giúp được bạn. Tiếp theo chúng mình sẽ cùng nhau đi đến phần viết. Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong phim hoạt hình ở trang 147. Với đề bài đó là viết đoạn văn giới thiệu nhân vật em thích trong một bộ phim hoạt hình đã xem, thì các bạn có thể tham khảo với câu hỏi thứ nhất của chúng ta sẽ là viết đoạn văn dựa vào bài tập 2 ở trang 139. Ví dụ như các bạn có thể trong câu mở đầu các bạn sẽ giới thiệu tên nhân vật hay là tên phim. Trong các câu tiếp theo thì chúng mình sẽ giới thiệu một số những cái đặc điểm nổi bật về ý tưởng xây dựng nhân vật, về ngoại hình hoặc là về tính cách. Và câu kết thúc thì chúng ta sẽ nêu ý nghĩa hoặc nhận xét hay là những cái đánh giá về nhân vật. Ở đây các bạn có thể tham khảo đoạn văn mẫu của cô giáo như sau. Xem bộ phim hoạt hình Doraemon, em rất thích nhân vật chú mèo máy Doraemon. Chú có vẻ ngoài đáng yêu và mũ mĩm vô cùng, với cái đầu, đôi tay và bàn chân tròn xoe. Chú có một trái tim tốt bụng, luôn quan tâm giúp đỡ bạn bè của mình, đặc biệt là cậu bé Nobita. Tuy là mèo máy, nhưng chú vẫn có đầy đủ tính cách, cảm xúc như con người. Với nỗi sợ chuột, thích ăn bánh rán, điều mà em thích nhất là chiếc túi thần kỳ với biết bao bảo bối đến từ thế giới tương lai của Doraemon. Biết bao điều tưởng chừng chỉ là tưởng tượng thì các bảo bối đều có thể thực hiện được. Doraemon luôn đem đến tiếng cười và niềm vui cho em mỗi lần xuất hiện trong bộ phim, nên em yêu thích nhân vật này lắm. Câu hỏi thứ hai, các bạn sẽ chia sẻ và nhận xét đoạn văn ở trong nhóm. Những nội dung giới thiệu có chọn lọc, giúp đỡ người đọc hình dung rõ nét về nhân vật hay không? Các nội dung giới thiệu về nhân vật đã sắp xếp theo trình tự phù hợp hay chưa? Và cách viết nội dung giới thiệu có hấp dẫn, lôi cuốn người đọc không? Câu hỏi thứ ba là chúng mình sẽ chỉnh sửa để hoàn thiện đoạn văn đó cho thật là hay và hấp dẫn. Tiếp theo chúng mình sẽ cùng nhau đi đến phần vận dụng. Câu hỏi trong phần vận dụng đó là cùng bạn trao đổi bài đọc từ những cánh đồng xanh gợi cho em suy nghĩ cảm xúc gì về ý nghĩa của những sản phẩm được làm từ cỏ bàng đối với cuộc sống. Ở đây các bạn có thể tham khảo bài làm của cô giáo như sau. Cây cỏ bàng với tính ứng dụng thực tiễn cao dưới bàn tay của người nghệ nhân đã tạo ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo, được nhiều người ưa chuộng. Không chỉ vì tính thẩm mỹ và ứng dụng thực tiễn cao mà còn vì tính thân thiện với môi trường, an toàn cho người sử dụng.
Tất cả các sản phẩm cao cấp từ cây cỏ bàng không chỉ là những sản phẩm thời trang thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, mà chúng còn mang trong mình những giá trị cốt lõi cho cộng đồng và xã hội. Như vậy, vừa rồi cô giáo đã hướng dẫn các bạn trả lời các câu hỏi trong nội dung bài 8 từ những cánh đồng xanh. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.